lúc trầm bổng, khi âm vang, lúc réo rắt như tiếng suối chảy, khi da diết như tiếng gọi người yêu. Tiếng sáo, tiếng lòng, tiếng hồn nguyện sắc lay vang vọng núi rừng. Những âm thanh của sáo len lỏi theo từng cơn gió đã không còn nơi xa lạ với đồng bào sắc lay nơi đây. Yêu tiếng sáo, đam mê âm nhạc, anh Cao Di được bà con thôn Ngã Hai, xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh mệnh danh là ông vua nhạc cụ. Làm nhạc cụ này thì không biết nhớ là từ lúc nào cũng không nhớ nữa, mà chỉ biết là được đam mê. Khi mỗi lần mà đi lao động sản xuất, trong những lúc sản xuất mình nhọc về giải lao thì đều tìm những cái thú vui cho bản thân mình và tìm những cái cây nào có thể làm một cái loại nhạc cụ để giải tỏa cái nỗi mệt nhọc trong cái thời gian mà làm việc mệt nhọc, đó là trong cái thời gian giải lao. Cao Di vốn sinh ra trong không gian văn hóa cồng chiêng của đồng bào sắc lây ở miền Tây tỉnh Khánh Hòa. Từ nhỏ, Cao Di đã sớm bộc lộ niềm đam mê cồng chiêng cháy bỏng mà bản thân anh cũng không giải thích được. Khác với những đứa trẻ cùng trang lứa, mỗi khi trong vùng có lễ mừng lúa mới, lễ bỏ mả, đám cưới thì y như rằng có cậu bé Cao Di ở đó. Sự hứng thú với cồng chiêng đã thôi thúc Cao Di có mặt ở mọi lễ hội, bất kể dù lớn dù nhỏ. Người làng không hiểu vì sao một cậu bé 6 đến 7 tuổi lại say mê cồng chiêng đến thế. Tâm hồn âm nhạc cứ được nuôi dưỡng dần như thế. Đến nay, chàng trai hơn 40 tuổi không chỉ biết chơi mà còn biết làm khá nhiều nhạc cụ. Cái ấn tượng của mình là làm những cái loại nhạc cụ là mình phải đam mê. Đam mê mình biết được những cái loại nhạc cụ gì nó hợp với lại cái giai điệu gì của đồng bào mình có thể sử dụng được. Và đặc biệt thì loại nhạc cụ thì nó rất là đơn giản. Đối với những Cao Di ấy, thì đối với Cao Di thì thấy rất đơn giản, nhưng mà những người khác ấy, người ta không biết làm. Và cái âm thanh của loại nhạc cụ không thể vang ra được và không thể kêu được. Chỉ có mình mới biết được, mình có cảm nhận được là cái loại nhạc cụ nó phù hợp với giai điệu nào của đồng bào. Không chỉ sành sỏi các nhạc cụ dân tộc ở Tây Nguyên, Tây Bắc, mà anh còn am tường sâu sắc về nhạc cụ của dân tộc Rắc Lây mình. Từ cu rê, người Ê Đê gọi là sáo đinh tút, khèn sa la khen, người Ê Đê gọi là đinh năm, ca nê, người Kinh gọi là đàn cò, sáo ta cung, sáo ta lét, người Kinh gọi là sáo trúc, đến lu ro, người dân tộc Tây Bắc gọi là khèn môi, đàn đá, đàn tơ rưng. Nói đến các nhạc cụ truyền thống, có lẽ không mấy ai người Rắc Lây lại có thể học nhanh như Cao Di. Với các loại sáo, Cao Di chỉ cần thổi qua một hai lần là thuần thục. Khèn này,
Tây là một loại khèn có tên gọi là Salakhen. Và cái âm của lời nhạc cụ này nó khè khè giống như là cái tiếng của con mèo, chứ như vậy là cái gọi là cái khèn, Salakhen, mọi người rất là gọi là Salakhen. Và nhiều loại nữa, ví dụ như là cái loại sáo vỗ. Sáo vỗ thì tiếng phổ thông mình gọi sáo vỗ, người rất là gọi là Talia. Nó thì vỗ bằng tay, bằng tay của mình tạo ra cái âm và nó phù hợp với cái bài hát. Không thể là bài hát nào cũng được đâu. Ví dụ như là ta cung, sáo tỏ tình thì nó chỉ có là một cây nhỏ chút xíu. Nhưng mà kích thước của nó là cái cách thức của nó làm phải có cái làm thế nào. Từ cái thân của cái cây đó làm ra cái lưỡi gà và thổi âm vang ra. Đó là nhiều loại. Và những cái loại nhạc cụ ví dụ như là có thể dùng bằng cái đồng, chất đồng của đồng bào anh em Kinh mình á, thì những cái loại đó có thể là chế tác ra. Nhiều lúc đi rừng, đi rẫy, thấy cái ống trúc từ cái thời chiến tranh á, để lại dù nó làm vui lắm á, có thể lụm được, giờ có thể mình chế biến ra thành một cái lưỡi gà làm sáo được, hoặc là có thể làm cái khèn, ở ngoài Bắc thường gọi là cái khèn khèn môi, nhưng ở đây cũng là dùng bằng cái loại khèn đó, mà có thể dùng bằng cái thân của cái cây tre làm cái khèn khèn môi. Mà âm vang của loại khèn môi này là dùng bằng cái hơi miệng của mình, cái vọng miệng của mình ở trong cái miệng, ví dụ như mình mở ra có thể là cái âm nó khác, và mình ép cái miệng lại là cái âm nó khác. Cao Di còn được biết đến là người làm nhạc cụ rất giỏi. Chỉ cần đi nương rẫy, tìm thấy bụi tre chút nào cũng đủ để anh làm vài ba cây sáo. Nói chung thì mình cũng nhớ rằng là mình sẽ làm được bao nhiêu lời nhạc cụ. Mà mỗi nhạc cụ đều là bộc phát từ cái tâm trạng và cái cảm giác, cảm nhận của mình. Ví dụ như là sáo tỏ tình hay là ta cung, là điều là nó có một cái gì đó thôi thúc mình cảm nhận được về cái giai điệu nào đó. Mình có thể là dùng những cái cây, không, cái này em cũng như cây sậy, cây lông lau, hay là cây tre, cây trúc, cây lây, là những cái loại nào mà nó có cái ruột nó mỏng, cái thân của nó mỏng, có thể là mình chỉ tắt ra được là nhạc cụ mình có thể làm được. Và nói chung thì làm được nhiều những loại nhạc cụ mà mình không để giữ lại mà sử dụng xong rồi là thôi. Tại vì là cái đồng bào mình thì đi nương đi rẫy, thể là có những cái chỗ nào mà có rừng cây hay trúc hay cây lây hay cây gì á, cảm nhận ví dụ như buồn hoặc là vui trong cái lúc lao động á, thể hiện khi đánh lên cái âm vang của lời nhạc cụ của người đồng bào Đắk Lây là nó trầm bổng, nó lân trần ở giữa trần núi và cũng không thấp mà cũng không cao, mà nó ở giữa trần núi như vậy. Cho nên người đồng bào là sống ở tiền tiền núi. Cái âm vang của người đồng bào những cái về lại nhạc cụ không có bay bổng lắm mà cũng không bao giờ sâu lắng lắm. Nó cứ bền bền giống như cái bước chân của người đồng bào Đắk Lây lao động sản xuất hàng ngày. Đó là những cái loại nhạc cụ của người đồng bào Đắk Lây. Có lẽ niềm trăn trở lớn nhất của Cao Di hiện nay là không để mai một văn hóa truyền thống của đồng bào mình. Người Đắk Lây hiện nay không thích chơi những loại nhạc cụ này và họ bảo là cổ lỗ sĩ. Những giai điệu truyền thống của người Đắk Lây hiện nay không còn ai nhớ nữa. Mỗi khi có lễ hội văn hóa thì ôn luyện được vài hôm, xong đâu lại cất vào đó. Người Đắk Lây vẫn còn sử dụng rất là nhiều loại nhạc cụ, nhưng mà có một số nơi ấy, thì không thể thể hiện ra bên ngoài được, vì không có ví dụ như là cảnh quan thế này này, không có ví dụ như là có người tác động tới để mà tìm hiểu. Chính vì vậy họ lúc nào cũng luôn giữ, cất giữ, họ sẽ sợ là bị người khác lấy đi, cắp đi. Chính vì vậy họ lúc nào cứ giữ
và khi sử dụng họ chỉ sử dụng trong cái lễ hội trong gia đình tổ chức thôi, ví dụ như là lễ ma chay hoặc là lễ bỏ mã hoặc là những cái lễ đám cưới, nhưng mà ít khi phổ biến ra ngoài xã hội. Vì phổ biến ra ngoài xã hội thì những cái tuổi của người trước giờ thì không còn nữa, chứ vì vậy người nhỏ, người sau, lứa sau này không thể là mà tìm hiểu được và không thể sử dụng được, chứ vì vậy họ rất là ngại là để mà thể hiện ra ngoài. Vì có Cao Di, ví dụ Cao Di là một người đam mê thể hiện ra ngoài, nhưng mà với cái khả năng của Cao Di thì nó chỉ chừng mực đó thôi, và sự hiểu biết của Cao Di thì nằm với ở tấm lòng Cao Di thôi, trong nội tâm của Cao Di. Thể hiện ra ngoài thì không có người nào có thể gọi là học hỏi để mà truyền đạt được, vì họ không thích giai điệu gọi là cổ rồi. Vì bây giờ hiện tại thì có những xã hội hóa, những loại nhạc và âm thanh nó rất là sôi động, chứ như vậy là cái lứa tuổi trẻ bây giờ họ không bao giờ theo lại cái thời xưa, họ bảo là cái đó là lỗi thời rồi, mà chỉ biết là dùng những cái loại nhạc này, sầm xịt này phù hợp với hiện đại họ, chứ vì vậy nó may mục đi ở chỗ đó. Và cái sự may mục này thì nó tùy từng cái nơi thôi. Bà con ở đây thì nói chung là có cảnh thì nghèo, tìm ăn rồi tìm đồ ăn rồi và lại đi kiếm tiền, chứ vì vậy chật vật ở chỗ đó, quên đi những cái gì mà thực tế mà nguồn gốc của mình, và muốn là giữ lại cái những cái bản sắc này. Đó là một cái sự quan tâm của Cao Di, đó là làm thế nào tác động của nhà nước, đảng lúc nào thôi thúc và coi như là tạo điều kiện cho người đồng bào làm thế nào phát triển lên, và từ cái tỉnh, huyện cho đến xã lúc nào thôi thúc, nhất là địa điểm của các cái thôn làng, thôn bản rồi làng đó, của bà con mà còn giữ được đó, thì lúc nào cái quảng bá và thể hiện được cái bản sắc ấy, thì mới ra có thể trẻ em bây giờ còn nhớ hoặc có thể còn biết được về cái nguồn gốc, những nét văn hóa của đồng bào như Rắc Lây, Cao Di. Người con Rắc Lây ấy đã chót gửi trọn tâm hồn mình vào những thanh âm truyền thống của dân tộc. Để rồi cuộc sống cứ gắn anh vào từng nhạc cụ. Không chỉ là nghề nghiệp để sống mà còn là cả tấm lòng. Bao năm rồi, anh vẫn vậy, vẫn hàng ngày gửi đến du khách, đồng bào những bản nhạc từ chính tiếng sáo dân dã quê mình. Vẫn cặm cụi làm từng cây sáo, anh nguyện giữ bằng được tiếng sáo, tiếng của đồng bào mình, để âm thanh ấy mãi là âm thanh của núi rừng Rắc Lây huyền thoại.